con đâu rồi mẹ? Em biết hôm nay đi được một tiếng rồi, em biết đi đâu? Mẹ không biết. Con về thái độ của con. Bao nhiêu vất vả bao nhiêu, bây giờ mới đuổi đi ra khỏi nhà, ở nhà chốt ngày thì hú hí với con kia, bực. Tao phải về nhà lấy đồ mới được.
mẹ ở nhà nhé. Vâng. Con đi lên xem hai mẹ con kia có việc gì làm không con hộ. Vâng. Con lên đây xem nào. Chào hai mẹ con nhé. Em chào anh ạ. Vâng. Em mới vừa để cá à? Vâng. Em vừa để cá một tí. Mai lên à. Cá về thả. Cá. À. Con cá đẹp thế. Nào, 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 nào. Đấy, đấy, đấy. Xem con cá đây, con cá đây có cái lưỡi gai rồi. À, con lấy vượt bắt đấy. Có bắt được không? Ừ. Con bắt được không? Nhé. Yeah. Ừ. Đấy, con bắt được đúng. Nó dạy ra đấy. Đấy. Đây. Ừ. Mình xúc á? Mình xúc được đâu.
đâu con đâu rồi mẹ? Chả biết, lúc nay đi được một tiếng rồi, chả biết đi đâu. Mẹ không biết. Con về đây đồ của con. Thế à? Lấy đồ của con, lấy quần áo, lấy đồ của con. Đi chồng về lấy. Không. Chồng đi vắng rồi. Con lấy đồ của con. Bà ở nhà bà không biết đâu. Quần áo, lấy đồ của con. Chồng về lấy. Lắm rồi. Ôi, được bao nhiêu thì lấy đi cho gãi hết. Đã, bây giờ con không được đâu. Con của con lấy đi được đâu. Con nuôi con lấy. Chúng bà không biết đâu. Để cho chồng về đã. Bà khác ở nhà bà không biết đâu. Con lấy. Bây giờ bà không biết đâu. Con lấy. Bà để chồng về đã. Bây giờ bà trong nhà bà không biết đâu. Nuôi con lấy. Chồng về xe lấy. Bảo không nghe. Con lấy chồng về đã. Không lấy được đâu. Bây giờ chồng con ở nhà không cho được đâu. Cái bà già này. Của bà. Tại cái bà già này đấy. Không. Tại cái bà này đấy. Không cho được đâu. Bỏ ra. Không. Tí chồng về để chùi bà nha. Cái bà già này. Của tôi đấy. Bà cảm làm gì? Của tôi đấy. Bà không có quyền mà ngăn. Bà chồng không ở nhà. Bà đã bỏ đi. Lấy đồ. Bà cái để tôi nuôi. Bà không biết đâu. Tôi đấy. Không, bà không có quyền gì. Bà... bảo không nghe để cho bà xin con cứ nói không nghe con cứ về chồng ở nhà con không về lấy đồ của con bây giờ chồng không đi vắng rồi đấy, lại còn thế nữa. Yep. Nhìn này.
Rồi, ngồi ra đi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Dạ. Của con đi bắt ăn đi hết rồi. Thế à? Đi xem đi. Vâng. Anh đi về cùng nhà một tí. Bắt ở đâu mẹ? Ở trong lấy mấy con? Ba con. Lấy ba con à? Lấy một ký đồ. Lấy cả đồ lấy, nữa à? Ờ. Ây da nhờ. Mẹ cái con này bực lắm rồi. Không hộ chăn rồi còn về bắt mấy con ngan đi. Thôi mẹ. Nó bắt có ba con thôi. Nó bắt kệ nó bắt rồi, còn lần sau nữa con sẽ báo công an đấy. Còn số này thì hai mẹ con lên núi. Thôi mẹ lên nha đi. Có lấy nhiều không phải? Không, có lấy hai ba con. Yeah. Nhưng mà thôi cũng chị chăm sóc rồi thôi anh kệ, có bắt có mấy con thôi kệ. Vâng, thôi chị ấy lấy thôi, cứ để cho chị ấy thôi. Có mấy con thì mấy con này anh chả tính toán. Thế hôm nay anh với bà không đi đâu cho em nghỉ. Vâng. Cuốn nữa. Đi xem con chim nó. Ba đây này. Cho mẹ đi. Mẹ. 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 Mẹ